7 sai lầm về chăm sóc răng miệng của trẻ. Nhưng yếu tố thứ 8 mới là cái khiến cho bạn sẽ phải hối tiếc. Thứ nhất, đó là răng sữa không quan trọng. Nhiều người cho rằng răng sữa của trẻ không quan trọng. Tuy nhiên là trên thực tế thì răng sữa đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển của trẻ nhỏ và định hướng cho răng vĩnh viễn sau này. Đầu tiên là răng sữa đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai và tiêu hóa, nghiền thức ăn, khiến cho bé có cảm giác ăn nhai tốt hơn. Thứ hai là răng sữa giúp giữ cái khoảng cách để cho răng vĩnh viễn mọc lên, để cho tránh răng vĩnh viễn mọc xiên sẹo. Bên cạnh đó thì răng sữa cũng đóng góp cho việc phát âm, tròn vành rõ chữ. Đồng thời, răng sữa còn có tác dụng kích thích cho sự phát triển của xương hàm. Tiếp theo là răng sữa có tác dụng có chức năng thẩm mỹ, khiến cho trẻ tự tin hơn. Thứ hai là sai lầm khi chúng ta không để ý tật xấu của trẻ. Ví dụ như nhiều trẻ có thói quen là mút ngón tay hoặc là đẩy lưỡi. Nhiều bố mẹ coi cái thói quen này là việc hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, những cái tật xấu này là một trong những nguyên nhân dẫn đến những cái chức năng sai lệch như là bị hô này, bị móm này, hoặc là biến dạng xương hàm. Vì ở trong độ tuổi này thì cái xương hàm nó chưa ổn định và nó có sự thay đổi rất là nhiều. Thứ ba là cái thói quen mà không thay bàn chải thường xuyên cho bé. Dù chúng ta có chăm sóc như thế nào thì theo các chuyên gia, việc không thay bàn chải trong một thời gian dài thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ như là lông bàn chải bị mòn, rồi cái việc lắng đọng vi khuẩn ở trong lông bàn chải, và lông bàn chải dễ bị gãy nên là khó tiếp cận đến những cái vùng sâu ở trong các vị trí ở kẽ răng và khó làm sạch, dẫn đến cái lượng vi khuẩn nó vẫn tồn đọng ở trong bàn chải cũng khá là nhiều. Thông thường thì 3 tháng chúng ta nên thay bàn chải một lần. Thứ tư là cái thói quen sử dụng chỉ tơ nha khoa. Chỉ nha khoa thì không chỉ là áp dụng cho người lớn mà còn nên áp dụng cho cả trẻ nhỏ, vì là nó sẽ làm sạch cho các cái vùng thức ăn ở cái vùng kẽ răng và giúp cho răng miệng một cách khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Nên chính vì vậy là ngay cả bản thân bác sĩ Cường cũng hướng dẫn cho con của bác sĩ Cường tầm 3 đến 4 tuổi sử dụng chỉ tơ nha khoa. Nếu mà chúng ta không tập được cho con sử dụng chỉ tơ nha khoa khi mà cuốn vào ngón tay thì chúng ta cũng có thể cho con dùng cái chỉ tơ nha khoa bằng cầm tay. Điều đó cũng sẽ giúp cho con vệ sinh được sạch các vùng kẽ răng và chúng ta nhớ kiểm tra lại. Trên đây là những chia sẻ của bác sĩ Cường. Nếu các bạn thấy hữu ích thì hãy like và share giúp bác sĩ Cường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.